lại nữa tăng trưởng kêu bàn trà vương được môn giải thoát diệt tất cả oán hại lực tiếp theo kinh văn ở trước vị tăng trưởng kêu bàn trà vương kêu bàn trà là tên loài quỷ dịch là úng hình quỷ đông qua quỷ vị này đắc được môn giải thoát diệt tất cả oán hại lực loại quỷ này chuyên môn hoành hành bá đạo không giữ quy cụ nhất là người mà âm thạnh dương suy thì chúng tìm đến nhiễu hại không bị bệnh nặng thì cũng bị tai ương có vị nam phương tăng trưởng thiên vương quản lý vua trong tám chúng đều là bồ tát hóa thân đến thống trị bọn chúng nếu không thì hậu quả không tưởng tượng nổi tất cả chúng sinh đều phải chịu tai ương oán là oán hận hại là thương hại vì có oán hận cho nên có thương hại oán hận không có thì thương hại cũng không làm thế nào thì không có oán hận thì phải tu pháp môn từ bi, không những từ bi đối với người mà cũng phải từ bi với loài súc sinh, dù con muỗi, con trùng cũng phải thương tiếc sinh mạng của chúng. Lòng Chúa kiều bàn trà vương được môn giải thoát, tu tập vô biên, biển hạnh môn. Vị Long Chúa kiều bàn trà vương này tu hành vô lượng vô biên pháp môn, vì pháp môn quá nhiều như biển cả, biển cả thì không cách chi lường được sự rộng lớn không cách chi dò được sự sâu của nó cho nên kinh phật thường dùng chữ biển để miêu tả nghĩa kinh rộng lớn ra sao thầm diệu ra sao vị thiên vương này đắc được môn giải thoát này trang nghiêm chàng kêu bàn trà vương được môn giải thoát biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh vị trang nghiêm chàng kêu bàn trà vương thường trang nghiêm cõi nước của phật trang nghiêm tất cả đạo tràng, trang nghiêm cõi nước mười phương. Vị này đắc được cảnh giới, biết được sự hoan hỷ trong tâm chúng sinh là pháp gì, thì sau đó tùy thuận tâm ý chúng sinh mà nói pháp gì, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Nhiều ích hạnh kiều bàn trà vương được môn giải thoát, thành tựu đại quang minh sở tác nghiệp thành tịnh. Vị nhiều ích hạnh kiều bàn trà vương, thường lợi ích chúng sinh, phàm là chúng sinh cần gì, thì vị này đều không bòn sẻ mà sẵn sàng bố thí giúp đỡ chúng sinh giải quyết sự khốn khổ. vị này thành tựu khắp tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được bát nhã đại quang minh tạng và thành tựu tất cả thiện nghiệp của chúng sinh làm đó là môn giải thoát của vị này đắc được. khả bố ý kêu bàn trà vương được môn giải thoát khai thị đạo an ổn không sợ sẻ cho tất cả chúng sinh vị khả bố ý kêu bàn trà vương tướng mạo rất đáng sợ tất cả chúng sinh thấy được vị này đều sinh tâm sợ hãi tướng mạo của vị này tuy nhiên đáng sợ nhưng tâm của vị này rất từ bi truyền giúp đỡ chúng sinh chuyên khai thị chúng sinh mong muốn chúng sinh liều khổ được vui liễu sinh thoát tử và còn khiến chúng sinh tiêu trừ sợ hãi đắc được an ổn đó là môn giải thoát của vị này đắc được rượu trang nghiêm kêu bàn trà vương được muốn giải thoát trừ sạch biển ái dục của tất cả chúng sinh vị rượu trang nghiêm kêu bàn trà vương tiêu diệt được ái dục của tất cả chúng sinh khiến cho chúng sinh đoạn dục khử ái đoạn dục khử ái tức là giải quyết vấn đề sinh tử duyên thứ nhất của 12 nhân duyên đó là vô minh một niệm vô minh khởi thì đoạn lạc đoạn lạc đi về đâu đoạn lạc trong sáu nẻo luân hồi Vô mình thì gì cũng chẳng biết, không biết thì làm việc hồn không giữ quy cụ. Do đó bèn sinh ra tâm dục niệm. Dục tức là mình tưởng đến bèn sinh ra tâm ái niệm. Ái tức là những gì mình thích, tâm tư dục và tình ái giống như biển cả, không cách chỉ đầy đủ được, không cách chi lấp bằng được. Nếu triệt để trừ sạch ái dục thì sẽ chấm dứt sinh tử đắc được giải thoát. Vị kêu bàn trào vương này làm khô cả biển tâm ái dục của tất cả chúng sinh, khiến cho họ chứng đắc thanh tịnh pháp thân, vị này đắc được môn giải thoát này. Cao phòng Huệ kiều bàn trà vương, được môn giải thoát mây quang minh hiện khắp trong các pháp giới, vì Cao phòng Huệ kiều bàn trà vương trí huệ cao vô cùng, đạt đến đỉnh cao nhất, đắc được cảnh giới biến hiện khắp trong pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của Duyên Giác, pháp giới của Thanh Văn pháp giới của trời, pháp giới của người, pháp giới của Atula, pháp giới của súc sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục. Hóa hiện đủ thứ mây quang minh trong chín pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh trong các pháp giới đắc được mây quang minh chiếu sáng, khai mở đại trí huệ, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Dũng kiện tí kêu bàn trà vương, được môn giải thoát phóng quang minh khắp tiêu diệt nghiệp chướng nặng như núi vị dũng kiện tý kiều bàn trà vương không những dũng mãnh phi thường mà còn khéo về chiến đấu vì sức cánh tay của vị này rất khỏe mạnh và cứng chắc thậm chí đào chặt không đứt cho nên làm kiều bàn trà vương đắc được cảnh giới phóng quang minh khắp quang minh chiếu khắp khiến cho tất cả nghiệp chướng nặng như núi tiêu diệt chẳng còn sót đó là môn giải thoát vị này đắc được Tâm người tu đạo chúng ta tại sao không kiên cố vì nghiệp chướng quá nặng cho nên chướng ngại tầm tu đạo chướng có bốn thứ một nghiệp chướng hai báo chướng ba phiền não chướng bốn sở trì chướng nghiệp chướng tức là nghiệp ác tạo ra che lấp chướng ngại trí huệ báo chướng tức là nghiệp tạo ra trong quá khứ cho đến đời này phải thọ quả báo phiền não chướng tức là khởi nóng giận không nhẫn nhục và chẳng có định lực tại sao chẳng khai ngộ, vì sao không thể giải thoát, vì có phiền não trướng. Sở tri trướng tức là mình cảm thấy sự hiểu biết của mình nhiều hơn so với người khác. Việc làm đều đúng so với người khác đó là sở tri trướng. Bất cứ là phiền não trướng hoặc là sở tri trướng đều nặng như núi, che lấp chướng ngại sự khai ngộ, cho nên không thể được giải thoát. Vị kiêu bàn trà vương này hiểu được đạo lý này đã được môn giải thoát này vô biên tịnh hoa nhãn kiều bàn trà vương được mô giải thoát khai thị đại bi tạng không thối truyền vị vô biên tịnh hoa nhãn kiều bàn trà vương thường khai thị chúng sinh khiến cho chúng sinh đắc được cảnh giới tâm đại bi bất thối truyền tâm đại bi tức là phổ độ chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui cho nên gọi là đại bi tạng đó là mô giải thoát vị này đắc được quảng đại diện kiều bàn trà vương được môn giải thoát, hiện thân lưu chuyển khắp các pháp giới. Vị quảng đại diện kiêu bàn trà vương, quản lý diện tích rất rộng lớn, vị kiêu bàn trà nào không giữ quy cụ, làm việc hại người thì vị này đều tha thứ, đi khuyên giải họ đừng làm hại người nữa. Vị này đắc được cảnh giới thần lưu chuyển, tức là sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, sinh sinh chết chết luân hồi không ngừng, lưu chuyển bất tận. Vị này đắc được môn giải thoát hiện thân khắp trong các pháp giới, độ hóa chúng sinh trong các pháp giới, khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát. Bây giờ tăng trưởng kiêu bàn trà vương, nương oai lực của Đức Phật, quan sát khắp tất cả chúng kiêu bàn trà mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị tăng trưởng kiêu bàn trà vương, kiêu bàn trà thuộc về sự quản lý của tăng trưởng thiên vương ở phương Nam. Vị này nương đại oai thần được gia bị của Đức Phật quan sát khắp tất cả chúng kêu bàn trà mà nói cả để tán thán công đức của Phật. Thành tựu nhẫn lực thế đạo sư vì người tu hành vô lượng kiếp, vĩnh lìa kiêu mạn hoặc thế gian, cho nên thần Phật nghiêm tịnh nhất. Thành tựu nhẫn lực thế đạo sư Đức Phật thành tựu được sức nhẫn nhục mà làm đạo sư thế gian và làm đạo sư của chư thiên. Chúa Trời, Cung trời đau lợi, chán nản sự sinh hoạt ở cung trời, bèn quan sát mình quá khứ có nhân duyên gì mà được làm chúa trời. Sau khi quan sát thì thấy mình trong quá khứ đã từng nghe Phật Pháp, đã làm công đức, cho nên được làm chúa trời. Do đó phát tâm tử bi, mong muốn trời người đều nghe được Phật Pháp, mà trong các lành, tương lai sẽ sinh về cõi trời, không còn luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi, mới thỉnh Phật đến cung trời đau lợi, vì chư thiên mà thuyết Pháp đức phật theo sự thỉnh cầu mà đến giọng nói diệu pháp có tám vạn bốn ngàn chúng đắc được lợi ích đều chứng được không thối truyền cho nên được xưng là thầy của trời người phật không những đến cung trời vì chúng sinh thuyết pháp mà còn xuống cung rồng vì chúng sinh thuyết pháp vì người tu hành vô lượng kiếp phật thấy chúng sinh rất đáng thương suốt ngày sinh sống trong danh lợi luẩn quẩn trong luân hồi sinh tử phật thương chúng sinh như con mới phát nguyện lớn nhất định phải tu hành, khai ngộ rồi mới có trí huệ, mới liễu sinh thoát tử, có thần thông rồi mới đem pháp môn đã chứng đắc để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được liễu sinh thoát tử. Tức là tu hành Phật pháp, nhưng pháp môn liễu sinh thoát tử không dễ gì hiểu được. Phật muốn mình bạch thứ pháp môn này, cho nên trong vô lượng kiếp đến nay không trốn tránh sự khổ, không sợ mọi khó khăn nào, tu đủ thứ khổ hạnh để cứu chúng sinh lìa khổ được vui vĩnh lìa kiêu mạn hoặc thế gian vĩnh viễn xa rời tất cả kiêu ngạo ngã mạn mê hoặc vân vân chúng ta người tu đạo nếu diệt trừ được ba thứ ác tập thì sẽ thành tựu đạo nghiệp cho nên thần phật nghiêm tịnh nhất vì chẳng có kiêu ngạo ngã mạn mê hoặc những thứ nhiễm ô này cho nên thân thể của phật trang nghiêm thành tịnh nhất xưa kia Phật tu các biển hạnh, giáo hóa mười phương vô lượng chúng, đủ thứ phương tiện lợi quần sinh, môn giải thoát này long chúa được. Xưa kia Phật tu các biển hạnh, Đức Phật trong vô lượng kiếp về trước, tu hết thầy, đủ thứ hạnh môn, bất cứ pháp gì, Ngài cũng đều tu, phàm là pháp Ngài đều tu hành, tuyệt đối không bỏ qua pháp nào dù nhỏ như sợi tóc. vốn chi là pháp lớn lục độ ba la mật đời này phật tu bố thí ba la mật đời sau tu trì giới ba la mật đời sau nữa tu nhẫn nhục ba la mật đời kế tiếp tu tinh tấn ba la mật đời kế tiếp tu thiền định ba la mật đời kế tiếp tu trí huệ bát nhã ba la mật Tuy nhiên trong một đời tu một ba la mật, nhưng năm ba la mật kia cũng tu bất quá là phụ mà thôi. Vì pháp môn lục độ vạn hạnh pháp quá nhiều, trước hết tu một ba la mật chính yếu và tu các hạnh môn kia khác, cho nên xưng là các biển hạnh. Giáo hóa mười phương vô lượng chúng, Đức Phật tu các biển hạnh thành tựu rồi, sau đó dùng các pháp môn đã chứng đắc để giáo hóa vô lượng chúng sinh trong mười phương, khiến cho họ chiếu theo đó mà tu các biển hạnh. Phật Pháp là kim chỉ nam, là bản đồ tìm kho báu. Tìm báu gì? Tìm Phật Pháp tăng tam bảo, đủ thứ phương tiện lợi quần sinh. Đức Phật dùng đủ thứ pháp phương tiện để lợi ích tất cả chúng sinh. Mỗi cử chỉ hành động, mỗi lời nói, mỗi hạnh của Phật đều là Pháp, làm mô phạm cho chúng sinh tu hành. Đức Phật ngàn hạnh vạn khổ, tu thành đạo nghiệp chẳng giữ lại chút nào cho mình, hoàn toàn bày hết ra để giáo hóa chúng sinh, để lợi ích chúng sinh. Đức Phật có vị đệ tử, tên là Châu Lợi Bàn Đà, trong quá khứ là một vị đại thiện tri thức có 500 vị đệ tử, nhưng vị này rất bòn sẻn về Pháp, không muốn giảng Pháp, vì vị này không đem Pháp của mình đã hiểu biết để nói với đệ tử, cho nên tái sinh làm Châu Lợi Bàn Đà thì biến thành ngu si nhất. Đó là quả báo không nói Pháp. Muốn có trí huệ thì phải đem pháp của mình biết, chẳng phải là tà trì kiến, mà là tránh trì tránh kiến, giảng giải cho chúng sinh biết, dù một câu cũng được vô lượng công đức, do đó một lời hương bang, một lời tán bàng. Phật Pháp cũng như thế, một câu tránh Pháp có thể làm cho người lầm đường lạc lối qua trở về với con đường chân tránh. Môn giải thoát này Long Chúa được, môn giải thoát này vị Long Chúa kêu bàn trả vương đắc được phật dùng đại trí cứu chúng sinh rõ biết tất cả tâm chúng sinh đủ thứ tự tại mà điều phục nghiêm tràng thấy được sinh vui mừng phật dùng đại trí cứu chúng sinh đức phật là bậc đại giác không gì mà chẳng biết không gì mà chẳng làm được cho nên phật dùng đại trí huệ để cứu chúng sinh muốn cứu chúng sinh gì thì dùng pháp môn đó chúng sinh đáng dùng thân gì để độ được thì hiện ra thân đó để vì chúng sinh thuyết pháp do đó quán cơ đầu giáo vì người thuyết pháp vì căn tính chúng sinh khác nhau do đó dùng pháp môn cũng khác nhau người có đại trí huệ thì cứu hộ được chúng sinh biết rõ tất cả tâm chúng sinh phật hoàn toàn biết rõ tâm ý của chúng sinh do đó tất cả bao nhiêu thứ tâm của chúng sinh như lai đều biết đều thấy phật dùng phương pháp đó để giáo hóa khiến cho chúng sinh được đầy đủ mà tin thọ. Đủ thứ tự tại mà điều phục. Phật dùng đủ thứ thần thông lực để điều phục chúng sinh. Có những chúng sinh khó điều phục, thì Phật nói đủ thứ pháp môn, khiến cho chúng sinh tăng cường, phát tâm tín niệm, tìm Phật Pháp là cứu thế độ người. Gặp chúng sinh san tham, thì vì họ nói pháp môn bố thí, khiến cho họ sinh tâm tử bi. Gặp chúng sinh không giữ quỷ cục, thì vì họ nói pháp môn chỉ giới khiến cho họ giữ gìn quy vụ tiêu diệt tất cả ác tập khí tu hành tất cả pháp lành do đó đừng làm ác hãy làm các điều lành gặp chúng sinh thích nóng giận thì dạy họ pháp môn nhẫn nhục dạy họ lửa vô minh thiêu hủy tất cả công đức khiến cho họ bồi dưỡng tính nhẫn nhục và sống trong sự hòa hợp với mọi người tha thứ hết thảy bỏ qua hết mọi sự do đó nhẫn được thì yên biết đủ thì an vui cho nên tinh tấn, thiền định, bát nhã cũng đều như thế. Phải quan sát tất cả chúng sinh nên dùng pháp nào độ được, thì dùng pháp đó. Dùng đủ thứ thần thông diệu dụng để điều phục chúng sinh, khiến cho họ cải lỗi làm con người mới lại. Nghiêm tràng thấy được sinh vui mừng. Vị trang nghiêm tràng kêu bàn trà vương, đã được cảnh giới này thì sinh tâm hoan hỷ. Thần thông ứng hiện như quang ảnh, pháp luân chân thật đồng hư không xử thế như vậy vô lượng kiếp nhiều ích vương chứng được môn này thần thông ứng hiện như quang ảnh thần thông của phật là ứng cơ hiện khắp trí huệ của phật là chiếu khắp chúng sinh vì phật có đại trí huệ có đại thần thông cho nên tùy loại ứng hiện giáo hóa chúng sinh giống như quang và ảnh nghiệp chướng của chúng sinh là hình thần thông trí huệ của phật là quang ví như nghiệp chướng của chúng sinh là băng, thần thông trí huệ quang của Phật là mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống băng thì băng lập tức tàn thành nước hoặc là bốc thành hơi, băng tàn ra tức là phản bổn hoàn nguyên trở về nguồn cội. Chúng sinh tuy nhiên là có nghiệp chướng, nhưng qua sự thần thông trí huệ quang của Phật chiếu thì nghiệp chướng hoàn toàn tiêu diệt. Mục đích chúng ta nghiên cứu Phật Pháp tức là tiêu trừ nghiệp chướng pháp luân chân thật đồng hư không truyền đại pháp luân là chân thật nhưng đừng chấp trước có pháp luân để chuyển có chúng sinh để độ nếu có sự chấp trước thì biến thành pháp chấp tuy nhiên pháp luân là chân thật nhưng giống như hư không không thể đắc được xử thế như vậy vô lượng kiếp những gì phật làm đều chẳng chấp trước như vậy đến thế giới này xử lý thế giới giáo hóa chúng sinh phật trong vô lượng vô số đại kiếp làm Phật sự mà chẳng chấp trước. Nhiều ích vương chứng được môn này, cảnh giới này vị nhiều ích hạnh kiêu bàn trà vương chứng đắc được. Vì vị này minh bạch hiểu rõ được đạo lý này mới chứng được môn giải thoát này. Chúng sinh ngu si thường mê hoặc, Phật quang chiếu khắp khiến an ổn, vì cứu chúng sinh khiến trừ khổ, khả ý quán được pháp môn này. Chúng sinh ngu si thường mê hoặc, Tại sao lại làm chúng sinh? Vì một niệm vô minh, một niệm vô minh không giác cho nên đọa lạc làm chúng sinh. Chúng sinh tuy nhiên không giác nhưng vẫn đầy đủ Phật tánh vốn có, không chỉ giác mà thôi.